Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, và buổi sáng hôm nay lịch trình của chúng tôi lại tiếp tục đồng hành cùng chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, và biên tập viên Cẩm Vy cũng lại hướng dẫn chúng tôi đến thăm và hỗ trợ cho một gia đình nghèo. Xin mời cô Vy có thể nói đôi chút về cái hoàn cảnh trường hợp này như thế nào ạ? Trường hợp ngày hôm nay chúng ta đến thăm đó là gia đình của em Lê Nguyễn Anh Thư. Em đang là học sinh lớp 12 chuyên văn trường chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình. Hoàn cảnh của em thì mẹ em vừa mất cách đây hơn một tuần, và cách đây 4 năm thì bố em cũng đã qua đời. Và cả bố cả mẹ đều có một lý do, đó là cũng lại làm việc quá nhiều và lao lực. Mẹ thì cũng có phát hiện ra một số bệnh, nhưng mà lại vì không có tiền để chữa trị và cũng gắng gượng để làm việc. Mọi người ở trong xóm thường nói mẹ em là siêu nhân, là bởi vì một người phụ nữ sinh năm 1980, có 3 người con, bé đầu học lớp 12, bạn thứ hai thì đang còn là học lớp 11 ở trường cao đẳng nghề, vừa học văn hóa, và một em nhỏ nó đang học lớp 6. Nhưng mà chỉ nhận tất cả những cái việc làm nặng để mà kiếm thêm thu nhập cho con, từ phụ hồ rồi đi bốc vác củi, đi chở gỗ cho người khác, tất thảy người ta thuê là chỉ đi làm. Và với cái công việc nặng đó thì có nguồn thu nhập hơn. Và đến khi mà chị kiệt sức thì chị có vào viện đúng có hơn một tuần, với hai lần chuyển viện là ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và chuyển vào Huế. Và khi đó thì như bé Thư kể lại rằng là nếu như mẹ cố gắng không bị hôn mê trong vòng 3 ngày thì bác sĩ sẽ có một phác đồ điều trị. Nhưng mà chỉ mới qua 72 giờ đồng hồ thì mẹ đã hôn mê sâu, và cuối cùng thì người ta trả về. Và như mấy chị em của Thư nói rằng là hỏi em là bây giờ có nhớ mẹ hay không, thì bạn nào cũng chỉ rơm rớm nước mắt và nói là nếu như mình khóc thì lại sợ em khóc, chị lớn khóc thì sợ em thứ hai khóc, em nhỏ thì vô tư quá, lại em lại chẳng hiểu sự việc gì cả, em chỉ biết là cuộc sống bây giờ thiếu bố mẹ thôi. Nhưng mà với hai anh chị lớn học lớp 11, 12 thì lại quá suy nghĩ quá nhiều. Và khi hỏi về cuộc sống của em như thế nào thì chị lớn thì muốn học thật giỏi, vì là cũng ngưỡng cửa đại học đã ở phía trước mắt và chỉ muốn học để mà có một việc làm ổn định. Và với người em thứ hai thì từ khi mà bố mất thì cũng đã lựa chọn vào học cấp 3 là ở trường cao đẳng nghề, tức là vừa học văn hóa vừa có một cái nghề nữa, để sau khi ra trường là có hẳn một cái việc làm nào đó để phụ mẹ làm thu nhập, để có thêm thu nhập với gia đình, và đặc biệt là để giúp đỡ chị học. Em rất tự hào khi chị đã đang học trường chuyên của một tỉnh, và em cũng nói rằng là nếu được thì em sẽ kiếm việc làm và hỗ trợ cho chị. Và một em nhỏ lớp 6 nữa cũng rất là học, có kết quả rất là tốt. Và hiện tại thì cả ba anh em đang về ở cùng với bà nội, năm nay là 85 tuổi. Bà nội thì cũng phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của các cô, các cậu ở gần đây. Cơm nước, vì bà cũng có thêm bệnh tim nữa, không thể nói được nhiều, và thứ hai là không di chuyển được nhiều. Nhưng mà về để bà nói rằng là về ở với ba để có ba có cháu, và thứ hai nữa là thương các cháu quá, cho nên là để ba nhìn thấy các cháu hàng ngày để thấy nó lớn thì ba yên tâm hơn. Thì khi mà hỏi ba rằng là bây giờ tương lai của các cháu phía trước như thế nào, thì ba cũng nói là cái này thì ba cũng không biết được, chỉ còn sống được ngày nào thì nhìn các cháu lớn lên thì mình yên tâm ngày đó, thì đến khi mình khuất núi mình đi xa thì cũng mong các cháu nó tự lập, và ở trước mắt thì các cháu sẽ tự mạnh mẽ với nhau.
thì đấy là hoàn cảnh của ba chị em nhà thư. Và một điều mà chúng tôi cảm nhận khi mà nói chuyện với ba chị em đó là cái sự đùm bọc và như là một sự chỗ dựa tinh thần cho nhau. Khóc thì bạn nào họ đến nhớ mẹ, nhớ ba không thì bạn nào cũng rơm rớm và chỉ có gạt nước mắt đi và nói rằng mình khóc thì mình cứ sợ người khác khóc theo. Và đó là một cái kinh nghiệm, một cái sự mạnh mẽ trong những đứa trẻ rất là ngây thơ. Thì đó là những cái cảm nhận của chúng tôi và ở đây cũng một cái hoàn cảnh mà khiến chúng tôi cũng rất là day dứt khi mà đi làm. Lắng nghe lời trình bày của Cẩm Vy cũng giống như là cái trái tim nó của tôi nó cũng rất là xúc động. Và qua kênh Việt Nam Today, khán giả cũng gửi đến cho các em một chút sự đóng góp để động viên cho các em. Và chúng tôi tin rằng cái câu chuyện mà chị Cẩm Vy vừa mới trình bày về cái hoàn cảnh gia đình của em Thư cũng tiếp tục đánh động những lòng hảo tâm. Và đây là một cái câu chuyện lâu dài với ba chị em mồ côi cha mẹ đang sống với lại bà nội 85 tuổi. Đây là một cái câu chuyện cần cái sự hỗ trợ lan rộng nhiều hơn nữa để cho các em có được cái nguồn động viên từ xã hội, từ những người có lòng hảo tâm. Thưa quý vị, thì trước hoàn cảnh của em anh Thư thì thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái thì anh Trương cũng đã đại diện cả khán giả của kênh Việt Nam Today để gửi đến một món quà để hỗ trợ cho các em trong việc học hành cũng như là chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và hy vọng rằng thì món quà này cũng sẽ là cái nguồn động viên đối với ba chị em Thư cũng như là gia đình để vượt qua cái nỗi đau và những cái mất mát mà gia đình đang phải đối diện. Và hy vọng em đồng mong muốn là học tập ngày càng giỏi, có việc làm ổn định để mà chị em có thể dìu dắt nhau trong cái tương lai nữa. Và bây giờ chúng tôi cũng muốn được lắng nghe tiếng nói và sự chia sẻ của cháu anh Thư. Năm nay là cháu học lớp 12. Cháu có thể nói đôi chút về cái suy nghĩ của mình, cái tinh thần anh em với nhau như thế nào, chị em với nhau thế nào thưa cháu? Cháu là anh Thư. Gia đình cháu thì có ba chị em. Và bọn cháu thì nguyện vọng của bọn cháu là tiếp tục được đi học. Và cháu thì với vai trò là người chị thì cháu sẽ phải đùm bọc và yêu thương các em. Và cháu còn phải thấy phần ba mẹ dạy dỗ các em. Chú muốn hỏi là không biết là cái việc học của cháu, học lực của cháu như thế nào? Và cái nguyện vọng trong tương lai của cháu có tiếp tục học lên hay không? Học lực của cháu thì là 11 năm qua là cháu được học sinh giỏi. Và học kỳ 1 vừa rồi cháu cũng được học sinh giỏi. Và nguyện vọng của cháu là tiếp tục được học đại học. Và cháu muốn được học Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Tôi rất là ấm lòng khi mà nghe cháu nói là cái việc học của cháu, cháu vẫn tiếp tục và muốn học lên nữa. Mặc dù là trách nhiệm của một người chị đối với lại các em của mình trong cái hoàn cảnh như vậy, và các cháu còn có được cái sự đoàn kết với nhau để bố mẹ có thể yên tâm để mà giao cho cháu. Chú chúc cho cháu vẫn tiếp tục vững vàng và giúp đỡ cho các em và tiếp tục cái công việc học của mình nhé. Em xin cảm ơn món quà của các anh chị cô chú ở chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái VTV Quảng Bình đã hỗ trợ cho chị em và gia đình của em. Và em hứa là với số tiền này thì em sẽ sử dụng nó vào việc học tập và sử dụng một cách hợp lý nhất.
đùa lắm này, đùa đúng không? Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, trong thời gian mà lưu lại ở Quảng Bình cùng với lại dịp cầu nhân ái, chúng tôi cũng biết có một số những cái hộ dân có cái sự khó khăn. Và ở đây chúng tôi xin nhường lời cho cô giáo Yến để có thể về nói về cái hộ dân khó khăn này như thế nào. Xin mời cô ạ. Dạ vâng ạ. Đấy là trường hợp mà của một trong hai anh em đã trực tiếp tham gia đội cứu hộ trong trận lũ lụt vừa rồi. Nhưng mà không may trong một ngày đi biển mưu sinh á, thì hai anh em đã bị lật thuyền và mất. Hoàn cảnh rất là thương tâm, hai anh em trong một nhà. Và đây là nhà của người em trai, là người em út trong gia đình. Hoàn cảnh này rất là khó khăn, có một vợ và hai con nhỏ sống chung với ông ba mẹ già, và một người anh thì nói chung được không được bình thường, tức là mất khả năng lao động. Vâng. Vâng. Và đây là xã Ngư Thủy phải không cô? Đây là một cái xã ở ven biển, và bây giờ chúng tôi xin vào thắp nén hương và có một chút quà gửi đến gia đình. Cùng với lại bên đài truyền hình và truyền thanh Quảng Bình, cũng biết là gia đình cũng có cái sự khó khăn và mất mát, nhưng cho đến đây là xin thắp nén hương. Vâng ạ, xin các gia đình được thắp nén hương.
nha. Thank you.